Chào quý vị và các bạn, sáng nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn sáng ở địa điểm mới nha. Bánh cuốn ở Nguyễn Biểu, quận 5 này, ở địa chỉ là 146 Nguyễn Biểu. Đây có bánh cuốn, bánh ướt. Cô này cuốn tại chỗ luôn nè, nó thao bột. Ngày còn đổi lắm, mấy xô bột hả con? Ba xô hả? Hồi đó là có một mình cô làm mà không có kịp. 36 ngàn. Giờ tới ba lò, ba bếp luôn. Hai bếp. Một phút lấy ra liền hả con? Đó. Xong mới cuốn lại. Làm đây xong ấy có nghề luôn ha. Một dĩa là ba cây vậy hả? Dĩa hai cây. Mà thấy cắt ra quá trời. Cái dãy mùng hả? Rồi bánh nước chú Bảy, bánh cuốn chú Bảy. Này bánh tôm còn lại. Bánh tôm này làm tại nhà. Hôm nay một địa điểm mới để mọi người có thể đi du lịch đến Sài Gòn và ăn nha. Đó, hôm nay đi với Nỉ. Hôm nay thứ Bảy, bạn đồng nhỏ nghỉ nên bạn đồng nhỏ nhà đi ăn phở. Này hấp dẫn chưa? Ở đây làm tại chỗ luôn. Rau giang ngon. Nay sớm tưởng đâu đây chưa bán. 5 giờ là có rồi. 5 giờ hả? Mỗi lần ghé 8 giờ không à? Không có lúc nào 8 giờ, không có 5 giờ. Không, nó mỗi lần con ghé 8 giờ không à. Nay đi 7 giờ tưởng đâu chưa bán. Giờ là bán rồi. Rồi hướng này là mình đi ra cầu chứ y nè. Cầu chứ y. Rồi hướng này thì mình đi về đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi Võ Tánh ha. Ở đây cái trường học Ba Đình. Là trường hồi xưa có tên là trường Thánh Linh. Trường Thánh Linh ha. Khu này có chỗ này là kế chỗ cháu lòng bữa luôn á. Cháu lòng hẻm Nguyễn Biểu á. Này là 146 thì kia là 154. Ở đây có cái vỉa hè rất là rộng à.
có cái vỉa hè rộng lắm nên mình ngồi thoải mái. Đây người ta làm tại chỗ cho mình luôn, giống như ngoài Bắc kìa. À, 18.000 đĩa thôi mà ngon. Ở trong quay nhân của nó có thịt rồi nấm mèo nữa. Thịt đúng không? Thịt làm sao hay ta, củ sắn nữa. Ở đây người ta làm lẻ lắm, tới là ào có liền, không phải chờ đợi nữa. Cái bánh tôm này chiên dẹp dẹp giống như là bánh tráng. Ở đây người ta mua về nhiều lắm. Này mua về đi làm. Bán từ 5 giờ sáng tới cỡ 10 giờ. Không giao giá. Có 10 giờ. Mấy cục là nãy ăn chưa hết, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 8, 9, 10 cục, 2 giây, 3 giây, 3 giây hả? Ăn dưới đây em có chú bán bánh nước nữa, chú bán nước ngay chỗ trước cửa trường Ba Đình đó. Đây ngay đầu đường ngã tư Nguyễn Biểu, Phan Văn Trị. Nó vô trường Ba Đình nó có cái chú bán bánh nước cũng rất là ngon, mà trước em có review cho cô chú anh chị mình xem rồi đó. Đó, hy vọng là bữa nay bổ sung thêm một địa điểm để mọi người có thể đi đến Sài Gòn và thưởng thức thử. Một trong những điểm bán lâu năm, ở đây bán như là mười mấy năm rồi đó. Dữ vậy hả? Ừ. Hồi đó làm tiệm net đây là có rồi. Đây bán cả mười mấy năm phải không con? Có 14 năm. Đây bán cả mười mấy năm rồi. À, mười mấy rồi đó. Đó, làm đây là 12. Đó. Đó, làm net đây nè, làm tiệm game đây nè. Đó. Quay chơi. Dạ. Đang toàn là khách mối không? Đây cô bán là người Bắc, chồng là người Nam, chú Bảy.
miếng chả chả chiên. Món này ngoài Bắc nổi tiếng lắm không? Lại bắt nhiều. Bắt nhiều món chứ phải mình cũng nổi tiếng đâu. Món này đâu phải nổi tiếng đâu. Đây cái bột ngon. Bắt đi đâu giòn đi. Lẹ. Ăn phụ cục đi. Chả tôm mồi. Chả bánh tôm. Tranh thủ lùa lẹ về Tứ Cài 10 phút để thưởng thức cái món bánh này cho mọi người xem. Mà xuất mà cái này ăn chay ta. Mà đi chay. Ăn chay gì cũ à? Cũ đâu phải sớm vậy. Có không có? Có hả? Mai ghé gì cũ rồi. Gửi lời nhắn nhủ của cô gì ta, cô Đào, nói là chị cũ là cô của cô Đào à. Chị cũ chắc tới 60-70 tuổi à, 70 tuổi đỡ hơn hay chứ. Tối tao đi buổi chiều. Sáng hay sáng không? Đâu để bác 24 rồi. Mà chị cũ phải đi buổi chiều mới gặp được. Bao cũng giờ cô cũ nó mới ra. Hôm mai chủ nhật. Chủ nhật mà. Rồi tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hy vọng là sẽ gửi được số hình ảnh địa chỉ để mọi người đến và thưởng thức thử. Ở đây là đường biểu ngắn à. Mình đi Nguyễn Trãi quẹo trái vô hoặc đi Trần Đạo quẹo phải vô hướng về quận 5 cũng được. Rất là gần ha. Ở đây có trường Ba Đình, đó, khu vực trường Ba Đình đó, mình hình dung cái địa điểm đó, 146 Nguyễn Biểu. Rồi chào mọi người nha, chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha.